Hiệp ước Versailles năm 1787 là một hiệp ước được ký kết giữa một bên là hầu tước Montmorin đại diện cho vua nước Pháp Louis XVI, một bên là Pinga de Bi bá Đa Lộc, thay mặt Nguyễn Ánh. Nội dung chủ yếu là việc Nguyễn Ánh đồng ý các lãnh thổ Việt Nam cho Pháp để Pháp đưa quân đội, vũ khí sang giúp đánh nhà Tây Sơn. Hiệp ước này gồm có 10 khoản, nội dung chính là về việc vua Pháp cam kết cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 chiếc tàu chiến loại Fred Ga cùng 1.200 bộ binh 200 pháo binh và 250 lính cây phờ, lính da đen châu Phi, và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng, ngược lại Nguyễn Ánh phải chấp thuận, các cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam. Phải cung cấp thủy thủ, tàu bè, Lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông. Mỗi năm phải đóng một chiếc tàu, y như tàu của nước Pháp đã cho sang giúp để đem sang trả cho vua nước Pháp. Vào cuối năm 1783, Nguyễn Ánh giao cho bá Đa Lộc vai trò sứ giả đặc biệt của vua Nam Hà với một tờ quốc thư 14 khoản cầu viện Pháp và quốc ấn để vị giám mục này được toàn quyền thay mặt Nguyễn Ánh sang Pháp cầu viện triều đình vua Louis sáu. Đi kèm với bá Đa Lộc là con cả của Nguyễn Ánh là Nguyễn Phúc Cảnh và các tướng Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn Liêm. Sinh mạng của cậu bé về sau trở thành hoàng tử trưởng nhà Nguyễn, khi ấy mới lên 4 tuổi bị đưa ra thế chấp, làm con tin, trong cuộc cầu viện này nhưng mãi đến cuối năm 1784, đoàn thuyền của bá Đa Lộc mới rời Việt Nam rồi sau đó lại bị kẹt ở Pondiche, Ấn Độ. Đến giữa 1786 họ rời khỏi Pondiche và tới hải cảng Lorin ở Pháp vào tháng 2 năm 1787. Mất một thời gian vận động khá lâu, đến đầu tháng 5 năm 1787, bá Đa Lộc cùng hoàng tử cảnh mới được tiếp kiến vua Louis XVI ngày 28 tháng 11 năm 1787, tại cung điện Versailles, Thượng thư Bộ Ngoại giao Pháp là Aman Mát, bá tước Gia Montmorin, thay mặt vua Pháp ký với đại diện của Nguyễn Ánh là giám mục bá đa lộc bản hiệp ước, tương trợ tấn công và phòng thủ, thường gọi là hiệp ước Versailles. Năm 1771, Tây Sơn khởi binh chống lại chú Nguyễn, thế ngày một mạnh. Trong khi ở phía Bắc vào năm 1774, Chú Trịnh cũng đưa quân tấn công và chiếm được Phú Xuân, thủ phủ của đàn trong vào năm 1775 trong cuộc xung đột lần cuối cùng giữa hai chính quyền cai trị đàn trong và đàn ngoại. Chú Nguyễn Thu chạy vào đóng quân ở Quảng Nam, lập cháu là Nguyễn Phúc Dương làm thái tử kế vị. Quân Tây Sơn tiến ra đánh chiếm Quảng Nam, chú Nguyễn ở thế, lưỡng đầu thọ địch, không chống nổi bèn cùng với cháu là Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Ánh, chạy vào gia đình, để lại Nguyễn Phúc Dương chống với quân Tây Sơn. Cho đến năm 1777, Nguyễn Huệ xu quân lấy được đất gia đình, bắt giết chú Nguyễn và Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Ánh chạy thoát được. Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ về Quy Nhân, Nguyễn Ánh lúc ấy 17 tuổi, tập hợp tôi tớ cũ chú Nguyễn, khởi binh thu đất gia đình và xưng vương năm 1780. Năm 1782, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đem quân vào đánh đất gia đình, Nguyễn Ánh phải chạy về ba giống rồi ra đảo Phú Quốc. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ rút về Quy Nhơn, Nguyễn Ánh lại tái chiếm gia đình. Năm 1783, Nguyễn Huệ lại mang quân đánh khiến Nguyễn Ánh phải lánh ra Phú Quốc. Nguyễn Huệ đánh ra Phú Quốc, Nguyễn Ánh chạy ra Côn Lôn, Nguyễn Huệ đem thuyền vây Côn Lôn, nhờ có bảo mà Nguyễn Ánh chạy thoát ra đảo Cổ Cốt, rồi lại về Phú Quốc. Bây giờ Nguyễn Ánh lương thực hết, phải hái rau, tìm củ chuối để ăn, thế cùng lực kiệt. Trước đây Nguyễn Ánh có quen với người Pháp, làm giám mục đạo gia tô tên là bá Đa Lộc, Pierre Pinga Dê Bé Hai, Giờ Rang. Khi ấy bá Đa Lộc đang ở Chantabun, thuộc nước Sim, Nguyễn Ánh bèn sai người đến bàn việc. Bá Đa Lộc khuyên Nguyễn Ánh cầu viện nước Pháp, nhưng phải cho hoàng tử cảnh đi làm tin thì mới được. Mọi sự sắp xếp đã rồi, nhưng vì trái gió mùa, bá Đa Lộc chưa đi tàu về Pháp được. Nguyễn Ánh trong bụng chưa quyết hẳn việc cầu viện nước Pháp, liền sang nước Sim La xin cứu viện. Nước Sim mang ba vạn quân, ba trăm chiếc thuyền tiến sang Đại Việt. Nguyễn Nhạc nghe tin, cử Nguyễn Huệ đem binh vào, đánh bại quân Sim La ở trận rạch gầm, xoài mút vào tháng 1 năm 1785. Đúng là sĩ quan Pháp đã giúp nhiều cho Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Cho nên trong triều đình Huế, đến khi Gia Long lên ngôi, vẫn còn thấy mấy quan đại thần mắt xanh tóc đỏ. Khỏi phải nói trắng ra, các quan đại thần đó như Deyot, Cha Dần, Vani đều là tai mắt của Paris. Còn Paris thì các nhà cầm quyền từ đệ nhất đế chế đến đệ tam Cộng Hòa đều không lúc nào quên Hiệp ước Versailles 1787. Paris luôn nhắc nhở Huế cái Hiệp ước trời cho thấy bằng đường ngoại giao và bằng đại bác của chiến hạm bắn lên Đà Nẵng. Cầu viện Pháp hiệp ước versailles đã tạo thành một nghiệp chướng cho triều đình nguyễn gia long lại giấy can qua bị tây sơn đuổi chạy ra nước ngoài tự mình đã chẳng có tài nhờ tây qua cứu tính bài giải vây nay ta mất nước thế này cũng vì vua nguyễn rước tây vào nhà khác gì cổng rắn cắn gà trước vo dẫy mã thiệt là ngu si